chuột ẩn náu ở nhà của bạn. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng HTB Hải Dương tìm hiểu về cách ẩn náu của loài chuột trong ngôi nhà của bạn. Hãy cùng xem nhé. Một, lý do chuột vào nhà. Vào mùa đông, loài chuột thường tìm kiếm nơi an toàn và ấm áp phê chân thời tiết lạnh. Nhà của bạn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho chúng. Chúng thích tìm thức ăn và nơi an toàn để xây tổ. Hai, cách phòng ngừa. Bảo vệ thức ăn. Hãy giữ thức ăn và thức ăn còn lại trong hộp chắc chắn và luôn đậy kín. Đừng để thức ăn tràn ra ngoài. Bỏ thức ăn ăn dặm. Đừng để thức ăn ăn dặm trên sàn nhà qua đêm. Loài chuột thích thực phẩm dễ dàng tiếp cận, sửa các lỗ và khe hở, kiểm tra và bắt đầu lấp kín các lỗ hoặc khe hở trên tường hoặc sàn nhà. Chuột có thể nhanh chóng ngoặt qua các lỗ nhỏ, sử dụng mạng lưới và bẫy chuột. Bạn có thể sử dụng mạng lưới và bẫy chuột để bắt và kiểm soát chúng, đảm bảo vứt bỏ chuột bắt được một cách an toàn. Những cách trên vẫn không thể loại bỏ hết. Hãy liên hệ với HTB Hải Dương để được tư vấn và hỗ trợ loại bỏ chuột tại nhà. Giúp bạn nhé! Trên đây là những cách mà bạn có thể ngăn chặn sự tránh rét của loài chuột vào nhà của bạn và duy trì một môi trường an toàn cảm ơn bạn đã xem video đừng quên đăng ký kênh và để lại ý kiến phản hồi để chúng tôi có thể mang đến thêm nhiều thông tin hữu ích khác